Anh ơi, em đau quá, em sắp đẻ rồi. Ráng nín đi em, nếu chúng ta ngoi lên mặt nước, chúng ta sẽ bị giết chết đó. Em đẻ rồi. Cuối cùng mình cũng đã chào đời rồi. Mẹ ơi, cha ơi, chúng ta đang ở đâu thế này? Hai mẹ con bé bé cái miệng thôi. Chúng ta phải núp dưới nước này cho an toàn. Đừng có đi lên bờ, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm là gì? Có ăn được hay không? Còn trên bờ nữa, con muốn lên trên bờ. Con trai của mẹ, mau tới đây đi. Con còn nhỏ lắm, đừng có đi bậy bạ. Ở trên bờ đang có lũ quái vật phóng xạ đánh nhau. Con lên đó, bọn chúng sẽ biến con thành con nồng nặc nướng BBQ luôn đó. Là lũ quái vật phóng xạ đến tới gần đây. Mau, mau núp đi. Con trai, mau vào miệng của mẹ, nhanh lên. Mẹ ơi, mau thả con ra. Sao chặt thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi. Khó chịu quá, khó chịu quá. Có chuyện gì vậy? Không, không. Cha ơi, mẹ ơi. Ông chú hàng xóm thích mẹ ơi. À đồ. Sao mọi người chết hết rồi? Chào các bạn, tôi là một con nồng nọc. Tôi vừa mới đẻ thôi thì cha mẹ của tôi đã bị lũ quái vật phóng xạ trên bờ đánh nhau làm chết hết rồi. Tôi may mắn được mẹ cứu sống. Bây giờ tôi lẻ loi, tôi bơi một mình, bơi trong vô vọng. Hả? Gì vậy? Trời đất ơi, người của tôi lớn lên rồi nè. Nhưng mà sao tôi không rụng cái đuôi và biến thành ếch vậy? Có chuyện gì xảy ra trong người của tôi hay chăng? Không lẽ chưa đến mức độ tôi thành ớt, tôi vẫn là một con nồng độc to lớn? Được rồi, vậy thì tôi sẽ tích cực đi săn mồi. Tôi phải ăn thật nhiều, phải biến thành một con ớt to lớn rồi đi báo thù cho cha mẹ của tôi. Chết đi, chết đi, lũ cá kia, hãy làm thức ăn cho ta. Rõ ràng lợi ích của chúng tôi chỉ cần phát triển một giai đoạn, từ nông nọc rụng đuôi sẽ chuyển thành ếch con ngay lập tức. Chứ không hiểu vì lý do gì, người của tôi chỉ to lên thôi chứ không hề rụng đi cái đuôi. Lúc đầu thì tôi cảm thấy chuyện đó chắc có lẽ là bình thường. Tôi không chú ý, lại tiếp tục đi săn mồi, bắt rất nhiều loài cá nhỏ cho vào trong bụng của mình. Ăn một hồi chưa no thì tôi lại mâm me tới chỗ những cái lũ cá mập khổng lồ để đòi ăn thịt bọn chúng. Này, này, con cá mập kia. Cái gì? Mày to gan thật, dám tới địa bàn của loài Mega London chúng tao à? Ngươi làm ơn cho ta xin một tí thịt được không? Tự nhiên dạo đây ta thèm ăn cá mập sushi quá à. Mẹ kiếp, con nồng độc đi. Tao thấy mày dơ bẩn tao không thèm ăn, chứ không phải tao sợ mày đâu nha. Anh em, mày dám tấn công cả tao kìa, mau kêu tới xe sang nó đi. Đau quá, đau quá. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trời đất ơi, tôi không biết là cá mập Mega London lại hung dữ đến như thế. Tôi, bởi vì đây là lần đầu trải nghiệm nên rất ngây ngô, đã đụng phải ổ kiến lửa, khiến cho lũ cá mập đó điên tiết lên và đuổi theo tôi. Tôi không còn cách nào cả, phải bơi vào trong bờ mà thôi. Có thức ăn, ngon quá, ngon quá. Ủa, mình có thể thở được trên cạn mà. Hay quá, hay quá. Vậy là mình khỏi phải sợ lũ cá mập kia truy đuổi rồi. Tôi cũng bắt đầu một cuộc sống mới trên cạn. Thật không ngờ trên này lại xuất hiện rất nhiều xác động vật to lớn, khiến cho tôi có một nguồn lượng thịt dồi dào mà khỏi phải cực khổ đi tìm kiếm. Hả? Có chuyện gì nữa vậy? Hả? Cơ thể của tôi. Ai? Trời đất ơi, nó to hơn. Nhưng tôi không phải rụng cái đuôi và biến thành con ếch. Tôi biến thành thứ gì kỳ lạ thế này? Không, không. Không lẽ mẹ của tôi lén phén với một sinh vật nào cắm sừng ba của tôi, để bây giờ tôi là một sản phẩm vui chơi như thế này hay sao? Mày cầm mồm đi. Không thể nào là như vậy. Tôi biết nguyên nhân rồi. Là do cái năng lượng phóng xạ của lũ quái vật đã đánh nhau, giết chết hết gia đình của tôi, làm cho người tôi bị ảnh hưởng. Chắc chắn là như thế rồi.
Vậy thì tôi sẽ đi báo món thù này. À, gì vậy? Khốn kiếp, một con nồng nọc mặt chó à? Trời đất ơi, gì kỳ lạ thế kia? Mà bắt bớ về mày tắt không tao? Ta phải báo thù cho cha mẹ của ta. Và báo thù vì các ngươi đã gây ra một cơn bão phóng xạ làm ta biến dạng như thế này. Khốn kiếp, cái thằng mặt chó ngu ngốc kia. Bọn mày ngu bẩm sinh hay là mày cố gắng luyện tập vậy hả? Bọn tao có phải quái vật phóng xạ đâu mà gây ra bão phóng xạ giết chết gia đình mày chứ. Chúng mày không phải là quái vật phóng xạ thì con nào mới là quái vật phóng xạ? À, ở đằng sau nói kìa, đồ ngu ngốc. Vậy là nãy giờ mình tấn công nhầm hả? Xin lỗi. Nhưng đằng sau núi là hướng nào chứ? Không lẽ là những sinh vật kia là quái vật phóng xạ hay sao? Lũ quái vật phóng xạ này, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hả? À, cái gì vậy nè? Dám to gan xâm nhập vào lãnh địa của bò cạp khổng lồ chúng ta à? Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đi tìm quái vật phóng xạ để báo thù thôi. Ngươi đi tìm quái vật phóng xạ? Thật nực cười. Nhưng mà để ta chỉ cho ngươi biết, phía trước đó có những con quái vật phóng xạ rất mạnh. Tôi cũng may mắn thoát được cái hang ổ bò cạp dữ tợn đó và đi theo hướng của bọn chúng đã chỉ. Tôi phát hiện được những sinh vật còn to lớn hơn, dữ dằn hơn, làm lung chuyển cả một khu vực. Không, bọn chúng bự như thế này thì làm sao mình có thể giết được bọn chúng? Thôi, bỏ chạy trước, suy nghĩ cách khác vậy. Ồ, âm thanh này nghe quen quá vậy. Hả? Cái ánh sáng đó, chính cái ánh sáng đó để giết chết gia đình của mình. Cuối cùng mình cũng đã tìm được kẻ thù năm xưa rồi. Cũng chính hắn đã biến mình thành một cái thứ gì đó kỳ lạ. Ếch không ra ếch, nồng nọc không ra nồng nọc. Đến lúc mình phải liều cái mạng này giết chết được hắn. Một con nồng nọc mặt chó à? Nhìn ngươi thật hài hước. Ngươi không sợ ta hay sao mà dám tới gần ta? Sợ ngươi à? Sợ ngươi à? Ngươi là kẻ đã làm cho biết bao nhiêu sinh vật phải đau khổ, trong đó có gia đình của ta. Ngay cả bản thân ta giống như một sinh vật thiểu năng này là cũng bị ngươi chết đi đồ khốn kiếp. Vậy à? Vậy để ta tiễn ngươi về chung với gia đình của ngươi nha. Mình ở đâu đây? Không lẽ mình tan xác rồi hay sao? Nhìn giống như là trong bụng của một sinh vật nào đó vậy. Không lẽ thứ đó đã nuốt mình vào bụng? Không được, mình không được sợ. Mình phải cắn nó chết từ trong bụng. Sao đau thế này? Chết đi. Ta sẽ ăn hết xác, hết thịt của ngươi. Thế là tôi bắt đầu cạp, nhai, nuốt, cấu, xé từ bên trong nội tạng của thứ quái vật này chui ra ngoài. Sau đó thì tôi cũng đã nuốt hết toàn bộ cơ thể của nó. Thật không ngờ người của nó chứa một hàm lượng phóng xạ vô cùng lớn và bắt đầu kích hoạt cái thứ gì đó bên trong cơ thể của tôi. Trời đất ơi, tôi lớn rồi. Tôi vẫn là một con nồng nọc, nhưng hình cái tôi không còn mặt chó nữa. Nhưng tôi cảm nhận có thứ gì đó trong miệng của tôi muốn phun ra ngoài. Wow, ba chạy bộ tre. Trời đất ơi, thật không ngờ tôi là có một sức mạnh khủng khiếp đến như thế. Vậy thì tôi sẽ đi giết hết tất cả quái vật phóng xa để bọn chúng không còn làm loạn tại thế giới này, giết chết những sinh vật nhỏ bé khác oan uổng nữa. Kìa, một thứ quái vật lửa mà lúc đầu tôi đã gặp, nó đang tàn sát những sinh vật vô tội khác. Thật chết tiệt ba, tôi không thể đứng nhìn. Tôi phải sử dụng sức mạnh mới này để tiễn nó xuống địa ngục đền tội. Chết đi,
lũ sinh vật tầm thường. Để chui vô bụng của ta, làm mồi của ta. Chết tiệt, còn quái vật đầy lửa kia. Ông dừng lại cho ta. Hả? Chuyện gì vậy? Kể từ nay, ta gặp quái vật phóng xạ tàn độc ở đâu, ta tiêu diệt ở đó. Cái con ếch nồng nào kia, mày đem giết anh em cùng cha khác ông nội của tao à? Tao sẽ sao vậy? Hả? Còn một sinh vật phóng xạ đang nấp ở đây nữa, bây giờ nó mới hiện thân hay sao? Hèn chi bọn chúng lại lộng hành đến như thế. Nhưng được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi chết chung với anh em của ngươi luôn. Ngươi nói cái gì? Hả? Một con, hai con, rồi tới hàng chục con quái vật phóng xạ đang cố gắng giết những sinh vật nhỏ bé khác để bắt làm thịt. Thì tôi luôn truy giết và xỏ sổ bọn chúng, đem lại cho cái thế giới tiền sử này một khoảng thời gian vô cùng bình yên. Vâng, và đó là toàn bộ hành trình tôi từ một chú nòng nọc nhỏ bé bình thường biến thành một con nòng nọc ếch kỳ lạ phóng xạ như thế này đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.